Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Mình xin tự giới thiệu thì mình là Sang. Thì hôm nay Sang sẽ làm một video clip so sánh giữa hai cái dòng Lobo Sao 3. Thì trước mặt mọi người đây chính là dòng Lobo Sao 3 900, một cái mẫu lo Sao 3 của nhà hãng Bo vừa ra mắt cách đây hồi tháng 1 năm 2022. Còn trước mọi người đây chính là Bo Sao 3 700. Thì đây là cái dòng Lobo mà trong hơn một năm qua vẫn được khách hàng tin dùng và chọn lựa số 1 trong cái không gian gia đình của mình. Với cái mẫu Lobo Sao 3 900 vừa ra mắt trên thị trường thì sẽ có nhiều thắc mắc xem liệu cái dòng Lobo Sao 3 900 này nó có nhiều điểm khác biệt đối với dòng Lobo Sao 3 700 trước đó hay không. Thì qua video clip này thì mình mong muốn sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người một cách tốt nhất. Ok, thì bây giờ thì còn chần chờ gì nữa thì mọi người hãy cùng mình cùng đi tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về hai cái dòng Lobo Sao 3 này. Thì đối với Lobo Sao 3 700 thì nhà hãng thiết kế một tấm kính cường lực phía bên trên chống va đập. Phía trước là một tấm lưới e căng bằng kim loại bao bọc lấy các cụ lo. Thì ở phiên bản 900 lần này thì chúng ta vẫn có thiết kế gần như là giống Sao 3 700 ở cái lớp kính cường lực này, và phía trước vẫn là cái tấm lưới e căng bao bọc cái cụ lo. Tuy nhiên thì tấm lưới e căng ở phiên bản 900 sẽ bao bọc có phần sâu hơn so với phiên bản 700 trước đó. Còn đối với các ngõ kết nối ở phía sau thì Bo Sao 3 900 vẫn giữ nguyên như Bo Sao 3 700, với các ngõ như là ngõ HDMI RC, ngõ IR, data hay là ngõ service thì cũng vẫn giữ nguyên như vậy. Thì không có nhiều điểm khác biệt đối với hai cái phiên bản lần này. Hai lỗ thông hơi phía sau vẫn được nhà hãng thiết kế cho Sao 3 900 giúp tái tạo cũng như là cộng hưởng âm thanh một cách tốt nhất có thể. Thì đó là một số điểm giống nhau của hai cái dòng Lobo này. Còn đối với cái điểm khác biệt ở đây mình có thể thấy đó chính là thiết kế của Lobo Sao 3 900 lần này sẽ dài hơn so với phiên bản Lobo Sao 3 700. Đầu tiên thì chúng ta phải nhìn nhận ở cái góc độ là việc nhà hãng đã bố trí các cụ lo. Thì ở phiên bản Bo Sao 3 700 thì sẽ có 4 cụ lo woofer electric chia đều cho hai bên. Phía chính giữa là lo twister nằm đặt ở phía chính giữa. Đối với phiên bản 900 lần này á thì nhà hãng cũng thiết kế với 4 cụ lo woofer electric nằm ở hai bên chia đều, lo twister nằm chính giữa. Đặc biệt hơn ở phiên bản lần này thì nhà hãng đã thiết kế cho chúng ta hai củ lo lưỡng cực hướng trần, thì để tái tạo được âm thanh vòm Dolby Atmos cho chúng ta trải nghiệm âm thanh một cách thực tế ở những thước phim có những cái không gian khung cảnh ở phía bên trên đầu chúng ta. Thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ nét, thì đây là chính là cái điểm mà nhà hãng đã thiết kế cho chúng ta. Vì thế thì cái cổ lo này nó sẽ dài hơn tí. Bo Sao 3 700 ở phiên bản trước thì sẽ có một cái logo chìm nằm ở phía bên dưới tấm kính cường lực. Còn đối với phiên bản lần này của Bo Sao 3 900 thì nhà hãng làm một cái logo nổi và được mạ chrome ở phía bên trước. Ok, thì đó chính là những gì mà mình muốn giới thiệu với mọi người ở cái thiết kế bề ngoài. Thì nhìn chung thì cũng không có quá nhiều điểm khác biệt. Thì Bo Sao 3 900 đặt để trong những cái không gian phòng thì sẽ không chiếm quá nhiều diện tích, nhưng mà nó sẽ tạo nên cho chúng ta một cái sự sang trọng, thanh lịch cho cái không gian phòng của mình. Thì ở phiên bản 700 và 900 vẫn tích hợp các công nghệ như là công nghệ PhyGuide. Thì đây là cái công nghệ độc quyền của nhà hãng Bo. Thì công nghệ PhyGuide giúp cho chúng ta tạo được âm thanh đa hướng. Âm thanh đa hướng tức là âm thanh 360 độ. Chúng ta ngồi ở vị trí nào hay là chúng ta đứng ở vị trí nào thì chúng ta đều cảm nhận âm thanh rõ nét như là chúng ta việc chúng ta xem ở chính giữa cái không gian. Công nghệ thứ hai mà nhà hãng Bo tạo nên cho chúng ta ở cái phiên bản 900 lần này cũng như là phiên bản 700 trước đó, đó chính là công nghệ TrueSpec. Thì công nghệ TrueSpec này là công nghệ như thế nào? Thì công nghệ TrueSpec này sẽ tạo không gian mở rộng theo cái hướng chiều cao thì nó sẽ tốt hơn, nghe nó rõ và nó đều hơn rất là nhiều. Và cái công nghệ độc quyền chính là công nghệ Adaptic. Thì công nghệ này vẫn được nhà hãng giữ nguyên ở cái phiên bản 900. Nhìn chung thì về mặt công nghệ ở hai phiên bản Bo Sao 3 700 và Bo Sao 3 900 vẫn giống nhau tương đối về cái mặt công nghệ. Thì những cái công nghệ chủ chốt độc quyền của mà nhà hãng Bo đưa vào
đều được giữ nguyên. Ở phiên bản 900 lần này, điểm khác biệt lớn nhất có thể nói đó chính là việc nhà hãng tích hợp hai củ loa giúp tái tạo âm thanh Dolby Atmos. Với hai củ loa Dolby Atmos này thì chúng ta có thể cảm nhận được những cái hiệu ứng âm thanh ở phía bên trên đầu của chúng ta. Thì việc một chiếc máy bay từ bên trái bay qua bên phải, chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng và chi tiết được cái tình huống đó. Thì đó chính là cái điểm đặc biệt ở nhà hãng thiết kế lần này. Ok, thì tiếp đến thì chúng ta sẽ đi đến phần đó chính là phần kết nối. Thì đối với phần kết nối của loa Bose 3900 lần này thì nhà hãng vẫn giữ nguyên kết nối HDMI RC. Thì với cái việc kết nối như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm được những thước phim thông qua những hình ảnh sắc sảo, chân thật nhất, và cũng như là âm thanh sẽ tái tạo được một cách tốt nhất có thể. Nhà hãng cũng trang bị cho chúng ta những cái khả năng kết nối như là khả năng kết nối với mạng LAN, mạng Wi-Fi, Bluetooth 4.2 và Spotify Connect. Và đặc biệt hơn, ở phiên bản 700 và 900 thì nhà hãng cũng tích hợp khả năng kết nối điều khiển thông qua giọng nói của Google Assistant, Amazon Alexa. Thì với hai công nghệ này, chúng ta có thể dễ dàng điều khiển giọng nói một cách tốt nhất. Thì đối với bên nước ngoài thì người ta sẽ rất là thịnh hành ở cái việc điều khiển giọng nói, nhưng mà ở Việt Nam thì vẫn chưa thịnh hành cho lắm, nên là cái công nghệ này thì vẫn còn đang chưa được khai phá hết tất cả. Thì mình xin bổ sung thêm một xíu về cái cân nặng, sự khác nhau giữa cân nặng Bose 3900 và Bose 3700. Thì Bose 3900 có cái cân nặng là 5,76kg và Bose 3700 là 4,75kg. Đó là sự khác nhau giữa hai cái củ loa này. Thì video clip của mình đến đây là kết thúc. Thì nếu mọi người muốn trải nghiệm thực tế âm thanh của Bose 3900, hãy đến ngay địa chỉ 79 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 để có thể nghe và trải nghiệm một cách tốt nhất. Nếu mọi người cảm thấy video hay, hãy bấm like, subscribe giúp kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần tiếp theo.